Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ lên một video sang nhập mới nha các bạn. Lâu này thì cũng nhiều cây to xịn và có thêm một số bụi thụ cũng rất là đẹp đấy. Về phần mini game ấy, thì video này vẫn sẽ có mini game ở cuối video nha. Nhưng mà mình sẽ làm thêm một cái hai video nữa thôi. Còn phần mini game mình thấy bữa nay nhiều bạn hình như chắc cũng chán rồi, nên là chắc sắp tới mình sẽ thay bằng một chương trình khác. Để mình xem mình nghĩ ra chương trình gì hay hơn thì mình sẽ theo nó vào sau nha các bạn. Đó, còn mini game thì chắc một hai video nữa là mình sẽ kết thúc cái chương trình mini game này. Rồi giờ mình sẽ quay chi tiết từng loại trong video lần này nha các bạn. Rồi đầu tiên là mình sẽ có một số combo sen vị nha các bạn. Đây là những cái combo sen vị mà đa số là những cái giống rất là xịn luôn. Đó, các bạn có thể thấy như là đây có họa đế này. Đây, một số cây đế vương lên mộng rất là đẹp nha. Đó, mấy cây sỏi nè. Một số cây sỏi này thì nó sẽ lên màu kiểu cam đỏ các bạn, nhưng mà nó chưa lên màu. Đấy, Phật bà cũng kiểu bụi loại xịn các bạn. Rồi có cả ngọc thiên thanh nè. Có những cái cây này á, thì đa số các bạn nhìn nó sẽ không ra, nhưng mà đa số những cái cây trong cái combo này là cây vĩ là hàng ngon thôi các bạn, không phải loại thường đâu. Đó. Một cái combo vĩ này thì sẽ có giá là 150.000 miễn phí ship nha các bạn, gồm có 21 cây khác nhau. Đó, một combo sẽ là 150.000 miễn phí ship, 21 cây khác nhau. Nó có mấy cây để lên màu đồ rất là đẹp nha các bạn. Tính ra thì nó cũng rẻ thôi, một cây có mấy ngàn các bạn. Có thêm một cái nữa là khi các bạn mua cái combo 150.000 miễn phí ship này thì các bạn mua những cái cây tiếp theo ở bên đây vẫn sẽ được miễn phí ship kèm theo đơn nha các bạn. Đó, là các bạn có thể mua cái combo này và mua thêm những cây khác là đều được miễn phí ship luôn nha. Đó, rồi. Qua bên đây là mình có họa đế nha các bạn. Bữa nay mình về lại một lô họa đế cây nhỏ nhỏ tầm 6 cm đó các bạn. Tầm 6 cm nha. Đó, hầu như những cây này là đem lên đỏ đẹp hết rồi. Đó. Có mấy cây nó gần như đỏ hết luôn rồi các bạn. Và cái đợt họa đế này thì giá nó cũng rẻ thôi. Họa đế bữa nay nó rẻ nhiều rồi các bạn, 50.000 một cây thôi nha. Số lượng thì ở đây mình có khoảng được hơn 20 cây các bạn. 20 đến 30 cây họa đế, 50.000 một cây nha. Tiếp theo là mình có sen đá đậu đỏ nha các bạn. Đậu đỏ bữa nay mình vẽ cây nó hơi to hơn bữa trước một xíu nha. Góc thì một góc nha các bạn, màu lên cũng đẹp rồi. Cái này là bụi to một xíu nha các bạn. Giá của một cây đậu đỏ của cái lô hàng lần này là 80.000 nha. 80.000, mấy cây này coi như là đều đẹp hết rồi các bạn. 80.000 một cây sen đá đậu đỏ nha. Bên đây là mình có lại bông hồng xanh nè, đợt trước mình về 2 thùng các bạn mà hết. Đó, hết cũng nhanh đấy. Cây này rất là đẹp luôn. Một góc nha. Đó, cây này hàng một góc các bạn, nhiều nhiều đầu nè, nó như một bó hoa màu xanh luôn. Đó, mấy cái bút ở cái phần đỉnh này lên cũng rất là đẹp. Cây này giá 80.000 bằng đợt trước nha các bạn. Còn ở đây là mình có một cây bèo nha các bạn. Cây bèo gọi này mình chưa tìm tên chính xác của nó nữa, nhưng mà lá nó rất là to nè các bạn. Các bạn nhìn bằng lá nó là coi như là to đẹp, và nó kiểu hơi quăng quăng một xíu nha. Đó, cây bèo mà lá nó hơi quăng một xíu và lá rất là to. Gốc thì thụ nha các bạn, gốc thì to các bạn, gốc nó to hơn ngón tay cái của mình á, và nó có đẻ cây con xung quanh nữa nè. Đó, nó có cây con, hầu như cây nào nó cũng có cây con ở phía xung quanh đó các bạn. Ở một cây bèo này thì có giá là 80.000 nha các bạn. Cây to mà mình thấy cũng rẻ. Cây này nó phải kiểu gấp đôi cái cây sen đá sa chung bình thường các bạn. 80.000 một cây nha. Rồi qua bên đây mình có đô la hồng. Đô la hồng là mình về lại, nói chung là cái này thì mình về liên tục các bạn. Cứ hết là mình lại về, hết mình lại về lại loại rất là nhiều bạn chơi thích này, mà mua tặng quà cũng được. Đó. Và đợt này thì nó cũng rẻ hơn đợt trước một xíu nha, đợt trước 90.000, đợt này 80.000 thôi. Đó, nhưng mà các bạn lưu ý là màu hồng của cây đô la hồng này mình sẽ chơi được khoảng 5-6 tháng nha các bạn. Đó. 80.000 một cây đô la hồng. Rồi còn bên đây là mình có thạch bích mini nha. Cây này nó sẽ kiểu lên màu đỏ các bạn. Hiện tại vào cái mùa này thì màu nó sẽ ít lên hơn là cái mùa lạnh đó. Đó, còn gốc thì thụ như thế này nha, một góc nha các bạn, góc nó cũng già rồi. Các bạn nhìn là thấy nó sẫm sẫm thì góc già rồi.
Đó, cây này cũng to nha các bạn, và mình thấy đợt này nó không rẻ nè, cây này có giá là 70.000 thôi. Đó, 70.000 cho một cây thạch bích mini thụ. Đó. Còn bên đây là mình có lại hồng đĩa thụ nha các bạn, hồng đĩa một gốc bụi thụ đấy. Đây gốc phía dưới qua cho các bạn, không biết các bạn nhìn rõ không, cây một gốc nha, gốc cũng rất là già rồi. Đó. Màu lên cũng đẹp nha các bạn. Nhưng mà các bạn lưu ý một tí là cái cây hồng đĩa này thì vận chuyển nó sẽ có thể rụng lá nha các bạn. Mấy loại này lá nó rất là giòn nên là vận chuyển thì sẽ có khả năng rụng lá, nên là các bạn cân nhắc trước khi mua cây này nha. Còn đối với mấy cái lá rụng thì các bạn có thể ươm lên cũng rất là dễ dàng đó. Hoặc là những cái chỗ mà nó rụng thì có thể là nó sẽ mọc nhánh ngay chỗ đó nữa đó, nên là những cái loại này châu bò như này trồng vừa dễ mà vừa nhanh lên nữa, nên là có rụng một hai lá nó cũng không sao đâu các bạn đó. Giá của một cây hồng đĩa thụ này là 120.000 nha các bạn, cũng bằng mấy đợt trước thôi đó. Cây thì coi như là đều đẹp hết rồi, 120.000 một cây hồng đĩa thụ nha. Tiếp theo là mình có bắp cải coi như là siêu to luôn bạn, gọi là khủng luôn á. Đó, các bạn nhìn này, đã chưa, đều đẹp luôn nha, lá nó cũng xoăn nữa, đang lên màu cũng hơi hồng hồng nè các bạn, tầng lá rất là dày luôn, cây là lá cứng cáp khỏe mạnh các bạn. Một cái bụi bắp cải to như thế này là giá cũng rẻ, là 150 thôi các bạn. Các bạn thấy tay cây to mà size đại luôn các bạn, size đại bình thường là 200 220 á, mà cây này là gốc thụ luôn các bạn, gốc thụ mà rất là to luôn. Cái này nó che hết phần gốc rồi, không quay gốc cho các bạn xem được chứ gốc nó là to thụ, giá 150 nha. Đó, các bạn nhiều bạn hỏi cây này lắm nè. Đó. Mà cây nhỏ thì nó ít, chứ cây cây to chứ cây to này cho nó nhanh các bạn, cây nhỏ cho không biết khi nào lớn đâu. Đó. 150 một cây nha. Rồi tiếp theo là mình có sen đá hạt hồng các bạn, hạt hồng là siêu to khổng lồ các bạn. Cây hạt hồng này coi như là cây to nhất trong những cái size mà mình nhập từ trước tới giờ đó. Cây này mình dưỡng lại cũng lâu nè, các bạn thấy nè, phần phấn nó cũng đều rồi nè, mấy lá mới ra phấn đều. Đó. Giá của cây hạt hồng to này là 300.000 nha các bạn, mình còn hai cây, như ba cây ấy, mình còn ba cây, ở đây mình để hai cây thôi, nó rất là to luôn, 300.000. Qua bên đây là mình có sen đá ruby xanh bụi thụ nha các bạn. Bữa giờ nhiều bạn hỏi cái ruby xanh cây to thì hôm nay mình cho về một lô đó. Các bạn nhìn cái gốc là biết nó già cỡ nào rồi đấy. Cây này thì theo mình quan sát thì nó cũng là một gốc thôi các bạn, cây một gốc rất là già nè, nó nhiều đầu nha các bạn, bụi to thụ. Nhưng mà có một cái lưu ý nhỏ là cái cây này bữa mình vận chuyển nó cao các bạn, nên là nó bị cạo vào cái thùng thì cái đầu nó sẽ bị đen đen như thế này nha các bạn. Nhưng mà mình dưỡng lại một thời gian đó, thì lá mới ở giữa nó ra thì nó sẽ đều đẹp lại thôi. Nó hầu như những cái cây này thì nó sẽ bị một tí vì nó do vận chuyển nó cạo vào thùng các bạn, nên nó sẽ hơi đen đen xíu cái đầu một xíu nha. Đó, các bạn mua cái cây này thì cũng lưu ý một xíu là như vậy. Còn giá thì 150 một chậu thôi. Đó, 150 một chậu ruby xanh thụ già như thế này, nhiều đầu. Đó. Và bên đây là mình có pha lê nha các bạn. Cây này pha lê mới sao á, mình cũng chưa biết chính xác nó tên là cây gì đó, nhưng mà bụi một gốc nha các bạn, bụi thụ một gốc đấy. Rất là to luôn. Đó, bụi này nó phải tầm 18 đến 20 cm nha các bạn, bụi thụ một gốc. Cái này nó lên màu thì các bạn có thể thấy là nó sẽ lên kiểu màu đỏ đỏ như thế này nè. Đó. Đó, cây này thụ một gốc nha các bạn, bụi rất là to luôn. Giá một bụi pha lê này là 280.000 nha. 280.000 một bụi thụ. Số lượng không có nhiều các bạn, có 7 8 chậu gì á. Ở đây mình để 6 chậu mình quay thôi. Nó mấy cây bụi to to thì không có nhiều đâu. Cây bên đây cũng vậy nè, bên đây là pha lê đỏ nha các bạn. Đó, pha lê đỏ các bạn có thể thấy là một số cây nó chưa lên màu thì nó sẽ hơi nâu nâu như thế này thôi. Đó. Lá thì cái lô này lá rất là mập luôn nè các bạn, lá mập bè dày nè. Nó còn như cái cây này thì nó sẽ lên đỏ nhiều, nó cũng tùy cây thôi. Đó, các bạn nhìn ngang là thấy nó lên đỏ nè. Cái bạn lá rất là to nha, rất là to mập, và cái cây này cũng to, cây pha lê đỏ nuôi lên to như này không biết bao lâu luôn á. Giá của một cây pha lê đỏ này là 350.000 nha các bạn. Cây này là coi như là cao nhất trong video lần này rồi. Đó. Mặc dù cái đó có thể không, nó không to bằng cái bụi này mà giá nó còn cao hơn nữa. Đó là giá trị của cây pha lê đỏ đó. 350.000 nha, có được 6 7 cây thôi các bạn.
Còn ở đây là mình có đá tuyết nha các bạn, đá tuyết thụ. Bữa nay là cái lô này rẻ này, họ gửi không chậu các bạn, gửi cây không thôi. Đây các bạn nhìn thấy cái gốc đã chưa? Đó, gốc coi như là già hết rồi, một bụi rất là to luôn. Cái này thì họ có thể bỏ lại hình như là một hai gốc gì trong một cái bụi như thế này. Đó, một cái hai ba gốc vậy, nói chung là không quá ba gốc đâu. Đó, cây thì bụi rất là to như thế này rồi nha, giá rẻ nha các bạn. Các bạn thấy cái bụi khủng nha, bụi này bình thường là bán phải 200 mấy á, nhưng mà giá của cái đợt này thì nó rẻ 120 thôi nè. Nó về thì mình cũng ship y chang như vậy về, các bạn chỉ việc cắm vào và bỏ đất vào nó trồng phơi phới luôn. Loại này dễ trồng nha các bạn, cây thì già đẹp hết rồi nè. Đó, các bạn nhìn gốc này đã chưa, nó 120 một bụi như thế này nha. Rồi còn ở đây là mình có thêm một lô kem bơ nha, kem bơ thụ một gốc nha các bạn. Mấy cây này cũng lên màu cam hồng đẹp rồi nè. Đó, kem bơ thì mình có về nhiều rồi đó, và bán cũng hết nhanh nữa, nên là bữa nay mình cho về thêm một lô nữa, hồng đẹp rồi nha. Giá của cái lô kem bơ này là 90.000 một chậu. Đó, hầu như mấy cây này là màu đẹp khỏe hết rồi nè các bạn, cây một gốc nha, gốc già luôn á. Kem bơ phải 90.000. Rồi tiếp theo là mình có hồng Hà Lan các bạn, hồng Hà Lan mà loại mới nè, nó loại cảnh dài nè các bạn, gốc thụ nha. Đó, nhiều bạn là thích cái cây này mà thụ, bữa mình hay quay trong mấy cái video sen thuần á, mà nó có một cây các bạn. Đó, bữa nay mình cho về một lô luôn nè. Đó, và cũng rẻ nha. Đó, mấy cây hồng Hà Lan gốc thụ mới này là có giá là 70.000 thôi nha. Đó, 70.000 một cây thôi. Bạn nào thích chơi cây thụ mới thì chơi cây này là đúng bài rồi đó. Mấy cây thụ thì nó còn dễ trồng hơn là cây bình thường á. Rồi tiếp theo ở đây là mình có một cây chắc là Madihaba hồng đó các bạn. Cây này thì hiện tại nó đang màu tím tím, không biết lên được màu đỏ không, chứ màu bữa nay là đang tím đậm này, tầng lá thì dày nha các bạn, tố ra ngoài miệng chậu này rất là đẹp luôn, form búp đẹp, màu đẹp. Đó, giá của một cây Madihaba hồng này là 60.000 nha các bạn, cũng rẻ thôi. Đó, cây này cũng to các bạn, nó phải tầm 90 cm là cũng ngang ngửa một cây sen đá sa chung rồi, và giống xịn màu đẹp luôn nha. Đó, hầu như các bạn thấy là mấy cây này đều đẹp hết rồi, 60.000 một cây. Còn bên đây là mình sẽ có một số mẫu xương rồng mít về nha các bạn. Cái lô xương rồng mít này thì mình bán đồng giá 50.000 một cây thôi. Nó có nhiều cây khác nhau, như đây là cây trứng cúc nè, người bạn hay gọi trứng cúc nè, mami hoa hồng nè, bên đây mami hoa vàng nè, rồi ghim nè, kim mô nè, thần long nè, kim lem nè, acho nè, tiếp theo là có tai thỏ nè. Ủa sao không biết cái lô này xương rồng lại biết hết tên luôn ta. Xương rồng mình không rành lắm, nhưng mà hầu như những cây trong này mình biết tên hết luôn. 50.000 một cây nha các bạn. Đó, đồng bữa nay mình bán đồng giá cái lô này 50.000 một cây nha. Nói chung mỗi loại nó có vài cây thôi các bạn, không có nhiều, tại cái lô này lô mít á, nên là mỗi loại nó có vài cây thôi, không có nhiều nha. 50.000 một cây. Đó, các bạn thích cây nào thì inbox cho mình nha. Rồi cuối cùng thì là mình có một cây hồng phấn nha các bạn, một lô sen đá hồng phấn. Cây này là cây gốc thụ nha các bạn. Đó, hồng phấn gốc thụ nha, cái gốc ở trong rất là già là to luôn các bạn, và nó đẻ con nữa, mấy cây gốc già đẻ con nè. Đó, một cây như thế này thì tầm sẽ hai ba đầu trở lên. Đó, gốc thì rất là thụ, nên là mấy cây gốc thụ các bạn thấy là màu nó lên cũng hơi 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 hồng hồng rồi nè. Đó, mấy cây gốc thụ thì nó sẽ dễ lên màu hơn là cây bình thường các bạn. Đó, hồng phấn thụ dành cho những bạn nào thích chơi sen đá đục biển mà loại thụ luôn nè. Loại này thì giờ cũng trồng cũng không khó lắm. Đó, giá của một cây hồng phấn thụ này là 90.000 các bạn. Đó, hồng phấn đục biển gốc thụ luôn, 90.000 một cây. Rồi ở video này là mình đã quay hết các mẫu cho mọi người xem rồi, các bạn đặt hàng cứ liên hệ vào số điện thoại Facebook hoặc là Zalo nha. Phần mini game thì các bạn cứ đọc và làm theo hướng dẫn là được. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp lại tất cả các bạn những video lần sau. Xin chào.